Okay. Good evening. Hello. Okay. Good evening. How are you? Yes. How are you doing? I'm good. Today? Okay. That's great. Can I see your face? I'm go to school. You went to school today. Oh, okay. Yes. So I understand. Well. So what did you do there? I study. Ceremony. Ceremony day đúng không? Okay, ngày khai giảng đúng không con? Okay. Yes. Oh, study. Study. Okay, what did you study? What subject? How many subjects? School. Oh, yeah, I know school, but how many? There are 13. Oh, 13. 13 môn liền. Yes. Oh my god. Yeah. Hôm nay 13 môn. À không, hôm nay là 8 môn ạ. Hôm nay 8 môn. Chúng ta có tất cả. In total, you have 8 subjects, but today we okay, I got it. Okay. Now, can you open your book and take notes today first? Yes. Okay. So today is on on Friday. On Friday, okay. Okay. Now remember to take note the date, the month, and the year. Now, okay, I will. It's on the. Yeah. How September. September, okay. September. Okay. Yes. 11. But today is for 4th. The date is 11. What is 11? Oh, September là tháng mấy nhỉ? Tháng 9 nè con. Now, what about the year? How do we say the year? Năm đọc nào nhỉ? Nào. 2020. Okay. 2000. Okay. Yes. Now. okay. Finished. Yes. Okay. Now. Okay. Now, can you tell me how many new words are there? How many new words we had in the last lesson? There are three. That three new words. Okay, what are they? They are so super model dancing. Okay, so the final word is super model dancing. Modern, not model. Model là người mẫu ấy. Modern có nghĩa là hiện đại. Modern dancing đúng không? Điệu nhảy hiện đại. Okay now. So can you tell me? Look at this and can you tell me what is the meaning of Wednesday? Wednesday. Đường. Straight. Go straight.
đi gì? Đi gì đây? Đi thẳng. Đi thẳng, ok, go straight, đi thẳng. Quiet. Khá bảnh. Quiet. Khá bảnh. Khi chúng ta nhắc đến khá bảnh thì chúng ta nhớ thằng này là khá, đúng không? Nào, bây giờ chúng ta nói là câu chuyện này khá là thú vị. Mình nói như nào? How do we say? Câu chuyện này khá là thú vị. The what? Câu chuyện. Đức anh đang giận đẻ hả? Nó gì con? À, what do you start with S? Star. What? Con đọc lại nào? Có đọc con một tí. Ừ, ok. Rồi. Ok. You still use a translator. Chúng ta hãy cố gắng nhớ từ. Chúng ta ít sử dụng translate của Google. Translator. Cái Google gì nhé là thỉnh thoảng nó bị sai sai đấy. This story is quite interesting. We don't we say interesting con? This interesting. In gì cơ? Interesting. In gì? Interesting. Interesting. Okay. Now. Interesting. Now the story winner. The story winner. The story is quite interesting. Is quite interesting. Interesting. Now, okay, can you read these sentences again? This story is quite interesting. Đúng rồi. That's great. Okay, now, ngoài ra chúng ta sẽ nói là we have so and very là hai thằng đồng nghĩa với nhau, đúng không? Bây giờ mình nói là câu chuyện này quá là kiểu như câu chuyện này là hay xuất sắc. Thay vì chúng ta nói là quiet, có nghĩa là câu chuyện này khá là xuất sắc, khá là thú vị, thì bây giờ mình nói là câu chuyện này quá là xuất sắc, hay kiểu xuất sắc luôn. Thì mình nói như nào? This story is very good job. Is very what? Good job. Good job. Well, good job là gì con? Khá là xuất sắc. Cô ý cô là hay xuất sắc ấy. Hay xuất sắc thì mình có thể sử dụng là very in. À, very in. Interesting. Đúng chưa? Ngoài ra mình sử dụng từ very thì keep silent. Silent. No, it's keep so. Silent. Keep silent. Silent. What is the meaning of silent? Im lặng hả? This one? It's silent. Ah, no, no, it's silent. Exciting. It's, we should pronounce exciting, not excitement. Excited. Nếu như mình nói là excited, I am excited, thì mới là excited. Còn nếu như con nói là câu chuyện này rất là thú vị, thì mình sẽ nói là, this story is so exciting. Được chưa? Ok. Yeah, ok. Thế bây giờ mình ngoài ra mình nói, what do you want to say? Excellent. Ok, xuất sắc đúng không? Đúng rồi, bây giờ câu cái này say xuất sắc thì chúng ta có nói là bạn là một học sinh giỏi xuất sắc. Vậy thì chúng ta sẽ nói là bạn là một học sinh giỏi xuất sắc. Mình đầu tiên mình hãy nói cho cô là bạn là một học sinh trước nào. How do you say? Bạn là một học sinh. You what? You is a people. No, no, no. No. Carefully. You gì? You is? Động từ to be là gì nhỉ? You are. You are. Rồi. Một học sinh xuất sắc. A people. A people. You are a people. Okay, I get it.
people đúng không? Ok, bây giờ chúng ta hãy nói đây là một học sinh nhá. Tôi là một bạn là một học sinh nhá. Bây giờ nói là bạn là một học sinh xuất sắc. You are an excited, excellent, excellent. People. Đúng rồi, excellent people. Ok, sure. Easy. Easy. Right. Bây giờ mình sẽ nói ok. Thế bây giờ mình nói là như nào? Wow, phát âm của bạn thật là đỉnh. Chúng ta có những cái thằng nghĩa như sau. Excellent chúng ta có thể nói là xuất sắc này, đẳng cấp này, tuyệt vời ông mặt trời này. Gì nữa? Đó, ba cái nghĩa nhá. Chúng ta sẽ nhớ cái nghĩa để nó hay hơn thì chúng ta sẽ nghĩ là xuất sắc này, tuyệt vời ông mặt trời. Thấy chưa? Ok. Đỉnh cũng. Hello, đỉnh cao. Yes. Yes. Where are you now? Con đang làm gì đấy? Con đang chuẩn bị đồ để mai đi khai giảng. Mai đi khai giảng hả? Ok rồi. Thì viết cho cô, viết cho cô cái ví dụ của cái thằng khoa nhá. Và very hay là viết cho cô những cái phần mà cô bồ đen này á. Thì Đương Anh hãy viết cho cô ví dụ. Đó, còn ở dưới thì không phải viết. Nào con viết đi, vừa viết cô nói một chút. Đấy là khi mà chúng ta học thì chúng ta viết nhiều thì chúng ta sẽ nhớ. Ok. Okay, finished. Now, can you help me to read? Câu đầu tiên mình phát âm nào. Okay. This. This story is quite interesting. Okay rồi. Good job. Good pronunciation. Đấy, cái từ interesting của cô nhớ nhá. Phải là interesting đâu nhá. Interesting. Okay. Rồi, xong. Now, next. Ok. Mẹ ơi. Ok. Well. Ok, now we are we didn't complete this sentences. Now. Continue with number 12. Ok, can you read the requirement of sorry, can you read the question? Number 12. Can we go to the cinema? Okay, well, what is the meaning of can? Ah, okay. Có thể. Có thể, okay. Now, when? What is the meaning of when? Khi nào. Khi nào, ồ đó. Khi nào đúng không? Thế thì mình sẽ phân vào đâu? A, B, or C? A, okay, A. Yes. Okay, A. Tôi, được chưa? Wow, okay. I think that your brother makes noise, right? Yeah. Okay. Ôi giời ơi, không sao.
Now. Okay, so number 13. A good holiday. À, thế bây giờ cô nói là Đức Anh đã từng nghe cái câu là have a nice day không? Chúc bạn một ngày mới tốt lành nhé. Have a nice day. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Thế bây giờ người ta chúc là have a good holiday. Là gì? Nghĩa là chúc một ngày nghỉ tốt. À, chúc bạn có một kỳ nghỉ tốt lành đúng không? Ok. Nào, thế bây giờ người ta chúc thế thì mình nói nào? YouTube. YouTube. What is the meaning of YouTube? Bạn cũng thế. Bạn cũng thế, ok. Now number 14. How do you like your meat done? Ah, how do you like your meat done? Ok. Can you translate this sentence into Vietnamese? Nghĩa là con nghĩa. Tại sao bạn thích thịt? Tại sao bạn thích thịt hả? How do you like? Tại sao bạn thích thịt? À, tại sao bạn thích thịt á? À, bạn thích thịt tại như sao? Thế nào? Why là tại sao, còn how là như thế nào? À, thế bạn thích thịt như nào? Tức là kiểu bạn thích thịt bao nhiêu? Ủa, tôi thích thịt lắm. Ví dụ như vậy, đúng không? Đấy, thì là bạn thích thịt như thế nào? Tức là kiểu nói đến là mình thích thịt kiểu nhiều như thế nào á. Rồi, thế bây giờ mình sẽ nói như nào? Câu hỏi người ta nói là bình thường chúng ta có câu nói là how do you do? How do you do? Bạn làm như nào? Hoặc là how do you feel? Bạn cảm thấy thế nào? Bây giờ how do you like? Là bạn thích như thế nào? Tức là nói là cảm thấy thế nào, đúng không? Thế theo Đức Anh thì chọn nào? Bây giờ chưa có bị. Ok. Rồi, thế cô hỏi nhau, chú well done. Bình thường mà đưa anh làm đúng, cô nói là well done có nghĩa là như nào? Có nghĩa là well done tốt thì... chính xác tốt đúng không? Thế người ta nói đến vấn đề là thế thịt, cái món thịt đấy người ta làm như thế nào? Thì nghĩa là tôi thích nó làm thật là chín kỹ. Well done ở đây chúng ta có cái nghĩa đấy là khi mà chúng ta vào nhà hàng ấy thì người ta sẽ hỏi là ví dụ như là ví dụ con ăn phở bò ấy, thì người ta sẽ bảo là ăn chín tái hay là chín tới hay là kiểu kỹ, thì well done có nghĩa là làm kỹ, và ở đây có nghĩa là kiểu dán kỹ cho con ấy. À, ví dụ deep test đúng không? Thì người ta làm tái, nhưng well done đây có nghĩa là làm kỹ. Đấy, phải chưa? Hello. Hello Đức Anh. Yes. Yes, ok. Vậy bây giờ con hãy nhớ cho cô này. Well done bình thường cô khen là làm tốt. Finish. Ừ, ok. Nghe cô nói đã. Well done nhá. Khi mà làm ví dụ đến nhà hàng, người ta hỏi con là thế bạn thích món thịt này, bạn làm theo kiểu gì? Ví dụ người ta hỏi là how do you like your meat done, tức là có nghĩa là hỏi là thế cái món thịt này bạn muốn như thế nào, chín tới hay là chín kỹ. Thì nếu mà mình muốn ăn chín kỹ thì người ta sẽ nói là, thì con sẽ phải nói là I like it well done. Tôi thích làm thịt chín kỹ. Được chưa? Ok, đó. Rồi, nào, tiếp nào. Number 15. How do you do? Ok. So, how do you do?
A, B or C? B. B. Nào, chúng ta có câu hỏi về nghề nghiệp đấy là what do you do? Còn how do you do nó lại khác. Đúng không? Bạn đang làm gì? Ừ, bạn đang làm gì là what are you doing? Bạn đang làm gì? How là như thế nào? Đúng không? How do you do? Bạn làm thế nào? Ơi. Ok. Oh my god. Rồi. How do you do? Let's see. Người ta hỏi con how do you do thì con trả lời là how do you do. Rồi, cô sẽ mở lại cái phần này. Nào. Đưa anh có nhìn thấy hình của cô không? Có. Rồi đấy. Thế này nhá, mình nhìn này. Mình nhìn cho cô là hình ảnh nhá. Đây, well done có nghĩa là chín kỹ. Con có nhìn thấy là nó chín hết không? Được chưa? Đó, như vậy mình nhìn hình thì mình sẽ dễ hình dung. Chín tới, chín vừa vừa, chín vừa phải, chín tới, chỉ làm tái thôi. Blue này có nghĩa làm tái thôi. Được chưa? Đó. Ok, nhưng quan trọng nhất là nhớ cho cô well done. Mình hãy nhớ được cái từ well done lại. Thì chín kỹ. Ok. Yes. Nào. By the way, do you like eating beef? This is beef steak. And do you like beef? Beef? Thịt bò, thịt bò. Yes. Yes? Okay. Not. Anyway. Now. It is pork. I don't know. Maybe copy is the name of beef, right? Yes. Có thể đấy là món một món gì đó cô chưa biết. I don't know. Cái này nó sẽ hơi chậm. Rồi. Ê. Nào. Question from 16 to 20. Can you help me? Can you help me to read the requirement? Good evening, sir. How can I help you? Good evening, sir. How can I help you? Yes, thank you. Well, so A, B, C, H. H. No, H. It is B. When people say good evening, khi người ta chào mình là good evening thì mình chào. Cô chào con là good evening. Đưa anh chào cô good evening. Ok, hơi nhanh quá. Không sao cả. Nào. Thế khi bây giờ cô hỏi là how can I help you? Nghĩa là cô có thể giúp gì? Cô có thể giúp gì cho bạn không? Đúng không? Okay. Thế người ta nói là gì? B. Good evening. Good evening. I'd like a table for one. Okay. Now this sentence is what is the meaning? Can you translate this sentences into Vietnamese? Tôi thích cái bàn. Ok. Hôm trước cô dạy rồi. Đây là viết tắt của cái gì đây? I like là viết tắt của gì đây? I would. Đúng rồi, I would. Tôi muốn đặt một cái bàn. Sau này mình sẽ đi đến nhà hàng. Mình sẽ nhớ được cái cụm này cho cô nhé. A table, đây là bàn. Thế thì I like a table for one, có nghĩa tôi muốn đặt một cái bàn nhé. Ok, tôi muốn đặt một bàn ăn. Rồi nào. Next, waiter. Now by the way, what is the meaning of waiter? Well, quản gia. Cái thằng gọi mà để khách gọi món.
À, cái thằng gọi món. Ok, vậy chúng ta nhớ nhớ cái tên gọi của người đấy. Đức Anh đã hiểu đấy là ai rồi. Không, cái Đúng rồi. người mà mời Người mà gì? Người mà gì mời cơ? đồ ăn, Ừ, mời thế đồ ăn thì ra. à thế à? Phục vụ. Nếu mà trong trong nhà hàng người ta gọi là phục vụ. À, thế Hey vào. waiter. Ờ đấy, được chưa? Thế waiter. Người phục vụ. Tại vì tại sao là waiter? Phục Chúng ta nam. học là chúng ta là wait là đợi đúng không? Waiter thì là người người đợi khách hàng gọi, được chưa? Đấy là người phục vụ. Chỉ có những cái người đợi đấy thì mới là người phục vụ cho chúng ta thôi, bởi vì chúng ta là khách hàng. Được chưa? Ok, đó. Đó, next. Centerly, sir. What Santelli? No. Gì nhỉ? Certainly, Chuẩn luôn. Certainly, well done. sir. Sir. This one by the window. Window, not window, window. Window. Ok. Window. Window. Ok. This one by the window. So. Cô muốn Ừ. mua một cái rèm, À thế hả? Ừ. mua một cái cửa. Ờ. So we understand this one is Cửa this one. sổ. Ừ, thế câu hỏi cái thằng one này là nó nhắc đến cái gì mà trước đến mình đang nói nhỉ? Mình đã nói nhỉ? Cái one này. Một cái cửa sổ. À, một cái cửa sổ hả? Vậy hôm trước cô có dạy là by the window đó, cạnh. Chúng ta có thể dịch cái thằng ba này rất nhiều nghĩa, tuy nhiên by the window có nghĩa là cạnh cái cửa sổ hay là trước cái cửa sổ. Thì vừa nãy chúng ta nhắc đến là việc đặt bàn. Thế rằng this one này chính là một Này. cái gì? Là một cái gì đây? Cái bàn. À, thằng this one này người ta không muốn lặp lại thì người ta bảo là muốn đặt người người phục vụ người ta bảo là chắc chắn rồi thưa ngài, Đây ngài đây. muốn một Cái này cái bên cửa sổ. đúng rồi bên cửa Đặt sổ. cái này bên cửa sổ. Ừ, cái này bên cửa sổ đúng không? Thế thì câu 16 là 16. Người ta hỏi đấy thì mình phải trả lời thôi. Question. Người ta hỏi rồi, tâm phải nói đâu. Ah, 8. Okay, let's see. 8. Okay. Now, waiter. And what would you like to eat? I think I have Okay. the pizza y. I think I have the pizza. Not pizza now. Repeat after me. Pizza. 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 Do you like eating pizza? Yes. Yes, I do. Ok, rồi Đức Anh có trả lời được I của cô. do. Thế nhưng mà Đức Anh hay quên trả lời thiếu thiếu câu của cô. Nào, khi người ta hỏi thế thì gì nhỉ? Người người cái người khách là bảo là what have you got? Bạn muốn cái gì? Đấy, bây giờ người ta mới kệ này. Đấy, có nhìn thấy chưa? Can you Spaghetti. bring me the menu, please? Ok. Any new word? Nào. Người ta hỏi mình, tuy nhiên người ta hỏi mình đấy nhưng mà nhưng Mì spaghetti. spaghetti là mì gì? Mì của nước nào đấy? Spaghetti. Mì của nước nào nhỉ? Mì của nước Ý. Ý. Ý ý. Do you know how to say nước Ý trong tiếng Anh là how do you say nhà nhỉ? Nước À, nước Ý trong tiếng Anh là là gì nhỉ? Italy. Italy.
Okay, Italy. Oh, okay. Yes, tomato. It means tomato. Well. Quả cà chua. Quả cà chua. Sauce. Sốt cà chua đúng không? Ok, tomato sauce. Sốt cà chua, ok, đưa anh ghi cho cô nhá. Tomato. Sốt cà chua. Sốt cà chua. Nhớ cái món này để khi nào mà đến nhà hàng gặp ông Tây thì mình nói. Mình chém gió về câu với ông đấy, được chưa? Con chẳng bao giờ ăn sốt cà chua. Thế hả? Con không bao giờ ăn sốt cà chua, thế con ăn sốt gì? Nước mắm cá. Fish sausage, right? Nước mắm cá. Hả? Sốt gì? À, sốt ớt. À, ok, sốt ớt chúng ta có là chili. Chili. Tương ớt. Chili sausage. Chính xác, chili sausage. Oh, ok, I'm sorry. Sausage, my spelling, my typo. Sausage. Ok, đấy. Sausage. What else? Trong đấy thì chúng ta hay sử dụng loại này. Very nice. Ok, con ghi cho cô đi. Salami sauce. Tomato sauce. What? Cái gì? Salami sauce. Salami. Ok, yes, we can say salami sausage. And salami, it means? Sausage. Actually, we say salami, chúng ta nói là Chinese xúc xích á? Vâng. Ok, rồi cô sẽ phân biệt nhá. Hãy sử dụng cho cô từ này, Chinese sausage. Là cái loại xúc xích con hay ăn á. Ok. Chinese sausage. Còn cái loại mà người nhỏ hot dog là cái loại mà con hay kẹp vào bánh mì nhá. Nha. Đấy, hot dog là cái loại mà con hay kẹp vào bánh mì. Ok. Rồi, cả hai cái này đều là xúc xích. Nhưng mà cái loại này thì là hay kẹp vào bánh mì này. Đó, Chinese sausage làm cũng là xúc xích. Tuy nhiên chúng ta ăn riêng. Ok, now, next, number 18. Have you got mineral? Okay. Have you got mineral water? Okay, mineral water. What is the meaning of mineral water? Ngũ cốc. Ngũ cốc. Nếu chúng ta dịch làm như vậy thì khi chúng ta mineral có nghĩa là nhiều khoáng chất hay là người ta nói cũng là một nghĩa là ngũ cốc. Tuy nhiên mineral chúng ta phải dịch là mineral water. Đính chính xác, nước khoáng. Khoáng sản. Khoáng sản. Thế ghép vào đây là nước khoáng. Nước khoáng. Rồi. Nước khoáng sản. Nước khoáng sản. Rồi ok, con ghi cho cô nhá. Chữ này có nghĩa là nước khoáng. Mình có những cái loại brand nào nhỉ? Chúng ta có những nhãn hàng nào mà hay uống về nước khoáng ha? Navy. Navy. Mình nữa. Navy. Miru. Ok. Dasani, Aquafina.
Aquafina. Oh, đấy. Aquaman. Aquaman. Do you know that film? Aquaman. Aquaman. Yes. Yes, ấy, đúng không? Man thì là người, aqua là thuộc về nước. Đấy chưa? TH2 water. TH2 water. Okay. Yes, that's good. Okay. Rồi viết cho cô nha. Nước khoáng. Mineral water. Okay. Mineral water. Okay, now finish. Now repeat after me. Mineral water. Mineral water. Okay. Tomato sauce. Tomato sauce. Okay. Now number 19. Okay, now this description of waiter. Five waiter. And would you like anything with it? Garlic bread or Z. Ah, okay. Z. Okay. By the way, do you know garlic bread? Bread, I think you know it. Bread. Bánh mì bơ tỏi. But we don't have butter. Chúng ta không có bơ. Okay. Đây là có tỏi thôi, bánh mì tỏi thôi, không có bơ. Rồi cô xem câu 19 nhá. À câu 18 cô chưa cho ghi luôn á. G, okay, G. Now, next. Okay. Yeah. And to drink. Drink, thôi. So it should be một loại nước ạ. Nước gì đây? Drink. Nước đâu rồi? Vừa nhắc đến xong. Con thấy mấy ơi. Ây. Ây. Ok ấy. Yes. Ây. 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 Ok. Rồi. Now, any question in this exercise? Do you have any question? No. Ok. Now, next. Now, can you read the requirement for me? No. Can you read the requirement for me? Part four question. 21 to 27. Read the article about the Edinburgh Festival. A sentence. 21 to 27. Ah, okay. Don't you remember it? Okay. Rồi, thế cái bài này làm chưa nhỉ? Enough information to answer right A or wrong B to doesn't say C. For question, cho cái đơn chữ này mark B, B, C on the answer sheet. Ơ cô ơi cô. Ơi. Không phải cuộc thi gì à? Cô bảo là có cái cuộc thi gì. Đúng rồi, cuộc thi gì. Nhưng mà ngày mai cô mới xem được kết quả. Thì đến tuần sau chúng ta sẽ biết kết quả. Cô sẽ chờ đến tuần sau để cô thông báo cho con. Yes. Đó. Có kết quả gì hả cô? À, kết quả của cái đấy. Kết quả của cái đấy các cô vẫn đang chấm nha. Đấy. Con có chờ không? Là cái gì á? Ô thế hôm trước mình nói là gì? Mà con đã thi đâu? À thế con chưa thi à? Con chưa thi à? Cái gì mà ta? Người gì? Who is your hero? À, who is your hero? Ờ đấy, nhớ không? Nhớ không? Có. Ok. Cô chẳng nói sao biết thế, cô nói hay hơn. Ui, cô bảo dặn con hai lần. Cô bảo là đấy là cuộc thi có quà mà. Đức Anh nói hơi nhanh tí. Cô bảo là cố gắng được 3 phút đi. Nhưng mà Đức Anh ghép 2 phút với 1 phút của cô. Nên là cô tải 2 video đấy lên.
Đấy, cô bảo là chậm chậm nói được 3 phút đi mà không ghi âm được cho cô 3 phút. Hơi tiếc. Không sao cả. Cô sẽ xem cho. Nào, thứ ba Con này giờ. không ăn được rồi. Thế à? Đức Anh cũng không biết con này không ăn lô đẻ con. Phải không? Con này có ăn lô đẻ không? No. Nào, ok. Cô hình như cái bài này quen quen. Ừ, Bài cái ăn bài cơm. này đúng rồi, bài này quen quen mà, bài này của chúng Nhưng mà ta không quen rồi. quen, nhưng mà đấy là nói về lễ hội, còn đây là lại nói về khác. Rồi đầu tiên chúng ta hẳn có một vài cái từ mới đã. Rồi bài này chúng ta chỉ nói chọn thông tin thôi, nếu mà right thì biết, nếu mà đúng thì biết là A, sai biết là B, và còn không nhắc đến thì biết là C. Đấy, bài này làm rồi đúng không, đúng không? Đấy, cái bài này hồi ngày à, cái bài này là hồi ngày xưa con đi học Ừ. thêm tiếng Anh ở một cái chỗ nào Ừ. đó thì con làm bài này rồi. À ồ, ừ. Con biết dạng làm bài này rồi đúng không? Thế bây giờ là Vâng. rồi, thế bây giờ phân biệt cho cô này. Khi người ta nói yes có nghĩa là gì? À, khi người ta mà có thông tin thì người ta thường nhắc đến những cái gì? Ví Thường dụ nhắc đến thông tin trong bài. đúng rồi, nhưng mà người ta có sử dụng từ đồng nghĩa không? Có. Có đúng không? Đúng không? Có sử dụng không? Ừ, đấy. Có sử dụng đồng nghĩa. Thế nếu mà nó không nhắc đến thì làm sao? Thì see À, doesn't see. Ừ. say. Doesn't say, đúng không? Thế còn nếu mà wrong thì có nghĩa là sai. Nhưng mà bài này phải dịch kỹ thì mới làm đúng. Nếu không thì dạng này dễ làm sai nhất trong các dạng mình làm. Đúng không? Rồi. Đấy. Ok. Thế bây giờ này. Ok, now look at this. Ok, we have vocabulary. Now, can you tell me? Now, ok. Đức Anh, can you write down these vocabulary? Chúng ta có một vài từ vựng này thì con viết xuống nha. Ok. Inspector. Thì nước nước mà pha cho nó làm thế này. Sắp sắp sửa con rồi. Nào Đức Anh, nào Đức Anh, ok, con đang viết đến từ từ mấy rồi? Viết từ to go on. On, ui nhanh thế á, wow, Vâng. ok, con viết hết từ go on và từ hàng xóm. Cô mà biết là cô 3 phút. Ok, nào. Now, okay, the first, I know, okay, repeat after me, inspector. Inspector. Okay, inspector. Okay, burglar. Okay, burglar. Burglar. Burglary. Burglary. Okay, go on. Go on. Neighbor. Go neighbor. Neighbor. Okay, now let's talk about neighbor, your neighbor. Okay, do you have neighbor? Do Neighbor. you? Now, con có hàng xóm không? Yes. Yes. Okay. Thế như Yes. thế nhá. Okay. Thế bây giờ cô sẽ không cho bài này về nhà làm mà bài tập về nhà. Tuy nhiên, về nhà hãy nói cho cô về neighbor của con nhé, một người hàng Vâng. xóm nhé. Nói xong ghi âm lại cho cô Vâng. nhé. Nhá. Vâng. Phải 2 Vâng. phút, 2 phút nha. Vâng. Ok, Vâng. rồi. Ok, so thank you. Nào, chúc cô Con ngủ tặng ngon thêm nào. cô 10 giây. Thế á, dạy cho cô cái gì cơ? Tặng cô 10 giây thêm nữa. Hai phút 10 10 giây. giây. Tặng cô 10 giây cô. Nào thì bây giờ 10 giây đấy thì chúc cô ngủ ngon nào. Tạm biệt cô. Goodbye, goodbye. See you again. Không hỏi cô gì luôn.
Ok. Well.